82 được không? Sau đi làm được làm được cao được. Em cũng làm được. Tổng hết tất cả. Mày có được 5.200. Còn lại là ra nhà ngoài là không có đầu thuế gì. Kia đóng thế rồi, kia đóng, đóng này đóng, kia 30 triệu đóng 5 triệu, đã 5 triệu thuế. Rồi rồi vào 100 triệu nữa. Gần hạn có anh nó kiếm chậm triệu. Bên team bên chợ đen nhé. Vâng, cái thì cũng tùy anh ạ. Hoặc là một lần mình để góp ra cũng được. Để góp ra cho bên anh. Thì em phải có yêu cầu để em. Vâng. Biết đâu anh ấy sợ bên chỗ em là em làm ở nhà ấy, bắt thang nó cũng đến đấy bờ đâu. Thì như anh đảm bảo có. Đó, nếu mà bên em đang bảo thêm một phòng. Áp phải nhà nước một kiểu bên bảo hiểm các thứ ấy. Công ty Việt Nam có bên công ty kia của em khác. Thời gian này nó làm nhẹ lại thì cái tải nó phải F0 nên là cái chứ là vẫn được đến lên phòng cái bắt cùng đó làm cái nào phòng nhiều điều. Em à? Vâng.